Dạ nông câu Huy Hòa xin kính chào toàn thể các anh em quý vị các bác nhé Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8 xã Đắc Bút So huyện Tư Đức tỉnh đắk Nông số điện thoại 0354392929 và số đó của của hàng chúng em thì có sử dụng Zalo luôn các bác nhé Và cửa hàng chúng em thì có nhận ship code toàn quốc. Vâng thì hôm nay thì chúng em lên cho các bác xem một uh, hai cây cơ xích hiệu hút mana các bác nhé đó, hôm nay thì cửa hàng chúng em mới sưu tầm được hai máy cửa cực kỳ vip và chất lượng luôn. Con này thì mang thương hiệu của Nhật à quên, mang thương hiệu của Thụy Điển các bác nhé và được xuất qua Nhật sử dụng và tiêu thụ tại Nhật và nhập cho đường hàng bãi về Việt Nam các bác nhé đó là chỉ qua một đời chủ thôi các bác có một chiếc hai chiếc máy cưa siêu siêu vip luôn các bác cho các bác nào đang có nhu cầu cần tìm cho mình hai uh, những hệ máy cưa hút mana đó một con là hút mana 236 và một con là hút mana 120 các bác nhé hai con thì đều công suất của nó là 38 cc này tất cả thông số kỹ thuật của nó đây các bác nhé 236E này 236E là con này được tích hợp Các bác là chụp giật trợ lực các bác nhé Đó công suất nó là 38cc Cân nặng đầu máy không là 4,7kg Đó đây là toàn là chữ nhật Thì các bác nhé Đấy, nhiều con bác hay thắc mắc là bảo là dòng này là hàng nhái hàng bãi thì không phải đâu ạ à, bởi vì hàng này là hàng hệ hàng hàng nhật bãi xuất qua nhật sử dụng và tiêu thụ tại nhật đó, đó con này đây 120 cũng là 120 e các bác nhá 120 e này đó, công suất của nó thì 38 cc, cân nặng đầu máy không là 5 kg. Nói chung là về đầu máy không thì con 120 e này thì to hơn con uh, uh, 236 các bác nhá. Nhưng mà về công suất thì hai con em thấy là nó ngang nhau. Đó, về tổng thể hai con thì cực kỳ vip về chất lượng luôn rồi. À, còn uh, con 236 e thì con này thì cửa hàng chúng em uh, cái cây lam zin của nó thì đã bị hỏng rồi các bác nhá, nhưng mà cửa hàng chúng em đã thay cho các bác là một một cây lam Nhật bãi rồi mang thương hiệu của Hitachi đó một cây làm nhật bãi đúng, bằng luôn với cây uh, lam zin của nó luôn các bác nhá còn xích là vẫn là xích rin của nó này cây làm nhật bãi thì có lẽ là cực kỳ bền rồi không còn phải lan tan gì nữa rồi các bác nhá bảo uh, thay là cây lam trung quốc thì mới lan tan thôi nhưng mà cửa hàng chúng em đã kiếm một cây lam nhật bãi để thay luôn cho các bác xem cho cực kỳ đảm bảo về chất lượng rồi này các bác nhìn qua bồ của nó thì sáng kén luôn các bác nhá như sưu tầm luôn đẹp chất lượng luôn các bác nhá tình trạng máy thì con này em nghĩ là tầm khoảng 95%, cực kỳ đẹp luôn. Tích hợp cho các bác là núm mưa sang phụ này, hai con đều có núm mưa sang phụ ở bên thành này các bác nhá. Đó, e gió tự động. Đây, con này cũng thế. Đó, hai con đều là e gió tự động các bác nhá. Công suất thì đều bằng nhau cả. Đó, các bác nào ưng ý con nào thì liên hệ qua cho em để đặt hàng. Số điện thoại thì cửa hàng chúng em đã để trên màn hình rồi các bác nhá đó và cửa hàng chúng em thì có nhận ship cố toàn quốc nên là các bác không cần phải lan tan hàng tới các bác cứ kiểm tra hàng thoải mái đứng máy trên video thì các bác nhận hàng và thanh toán đó, nên là các bác không cần phải lan tan gì cả máy móc cực kỳ đẹp và chất lượng luôn các bác nhé tem mát thì còn hầu như là còn chủ chỉ nguyên cực kỳ vip và còn tích hợp là chụp giật trợ lực lò xo so nữa nên là giật rất là nhẹ nhàng các bác nhé hai con cưa hút mana siêu tầm cực kỳ chất lượng Thôi ờ, cửa hàng chúng em sẽ uh, test nổ cho các bác nghe qua từng cây một để cho các bác nào ưng ý con nào thì liên hệ coi em để đặt hàng. móc thì tình trạng nổ ngon lành, căn chỉnh ngon lành hết rồi các bác nhé Và con này được sản xuất là năm 2017 các bác này. Năm 2017 các bác nhé Hút Mana Sweden của Thụy Điển này, chuẩn luôn các bác nhá. 236E. Đó và giá hiện tại con này thì cửa hàng chúng em bán với giá là 3 triệu 500 000 Các bác nào ưng ý muốn chốt con này thì hãy nhấc máy ngay và liên hệ qua cho em để đặt hàng. Cửa hàng chúng em đã để trên số điện thoại ở trên màn hình rồi các bác liên hệ qua cho cửa hàng chúng em. Đó. Uh, và cửa hàng chúng em thì có sử dụng zalo luôn các bác nào sử dụng zalo thì kết bạn qua zalo cho em một chiếc máy cưa siêu siêu vip Đó, liên hệ qua cho em để đặt hàng các bác nhé uh, 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 uh. tình trạng máy móc con này thì cũng cực kỳ ngon lành luôn các bác nhá. Căn chỉnh dọn đồ ngon lành và con này được sản xuất là năm 2019 các bác nhá. Và giá con này thì cửa hàng chúng em bán cũng 3 triệu 500 ngàn Đó, các bác tham khảo hai thứ hai con giá thì nó đều bằng nhau cả. Các bác nào ưng ý con nào thì liên hệ qua cho em được thật hàng. Đó, giá thì cửa hàng chúng em đã công khai rồi các bác nhá. Và tặng kèm phụ kiện, bộ phụ kiện của bên em là gồm một típ màu buji, một chiếc rũa và một tô vít chỉnh kèm theo máy khi cửa hàng chúng em gửi hàng. Đấy khi gửi hàng chúng em sẽ kiểm tra máy lại là một lần nữa Cũng như là can chỉnh lại ngon lành Để tới tay các bác sử dụng có thể đảm bảo nhất và ngon lành nhất các bác nhé Nên là các bác hoàn toàn yên tâm Hàng tới các bác được kiểm tra hàng mà Nên là các bác hãy xem video kỹ Ưng ý con nào thì hãy đặt cửa hàng bên em Rồi cửa hàng chúng em xin chào các bác hẹn các bác video sau